Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với tập 18 của Pokemon Blockman Go. Và lại là mình đây, mình là Zio Blockman. Rất vui được gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nha. Và đừng quên tải Blockman Go về để mình chơi cùng mình nha. Game này có thể chơi được trên Android, iOS và cả PC nha mọi người. Rồi, ok, hồi vô cửa hàng mua nhẹ cái đi. Cái gì vậy? Cái gì nữa vậy? Trời ơi, mấy con này cứ kiếm chuyện mình hoài luôn bạn. Rồi, thôi, đấu thôi. Ê, quên thay con này nữa, để con này về trước hơi toan. Thôi, nói chứ bỏ chạy đi. Lười đánh lắm, mấy con đó không tốn thời gian nó làm gì đâu bạn ơi. Bình thường nên mua không ta? Bình thường rẻ vậy. Uầy, 12.000, thôi, sắp hết tiền rồi, chờ lại đây bay. Giờ mua là mua cái này nè, từ từ nha, mua cái đó. Mà cũng hết luôn rồi, cần hết tiền rồi, đi quay vòng quay thử đi, vòng quay vàng nha mọi người. Coi ngày hôm nay nhân phẩm tới đâu đi, bữa giờ quay xui quá, tài ra mấy chục ca không à. Trời ơi, lại xui nữa rồi. Kìa, cái con này kiếm chuyện hoài luôn trời. Khó chịu thực sự. Thôi để mình ra chỗ khác có được. Quên thay cái con này hoài. Để con sư tử này ra yếu vậy. Để nào mình quay ra những cái con nào đó nó giống với những con huyền thoại của mình mới dùng nha. Để nào thức tỉnh được mình mới dùng. Bây giờ dùng thì nó hơi toan thiệt. Nói chung là quay vòng quay nãy cũng có lời một tí đó mọi người. Thôi qua quay kẹo đi. Mỗi ngày mình sẽ có 20... À, hai lần để quay ha. Chết rồi, bây giờ chúng ta gần hết rồi. Rồi, lỗ luôn rồi. Không, giá này bằng giá mua chứ không có lỗ lắm. Ok, thì ngày hôm qua thì có khá là nhiều bạn tặng mình bạn. Có hai bạn tặng mình hai con sói nè. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nha. Rồi, thì con sói nào mạnh mình sẽ dùng con sói đó thôi. Mình check thử ơi, thằng nào mạnh. Nhìn sơ mà ai cũng biết rồi đúng không? Thằng này mạnh đó em ơi, thằng này là 80. Vãi nồi. 80 thay cho ai đây? Con hệ lửa mình phế vậy. À, tạm thời thay cho con chim băng đi. Ôi, con này. Á, à, không được à, anh em ơi. Ồ, mình đang định test cho anh em nhưng mà không được rồi. Level nó cao hơn level mình, nó không cho mình dùng anh em à. Vãi nồi thì chứ. Thôi, thế em đang vào quay cái ơi, điện vinh quang là sao ta? Hỏi quán đã mở cho đến khi hồi quán tiếp theo. À, phần thưởng chúng ta có thể săn được những cái con này à. Chỉ có những huấn luyện viên xuất sắc mới có thể tiến vào điện vinh quang và khiêu chiến các thủ vệ vinh quang, đánh bại các thủ vệ vinh quang trong hỏi quán để nhận được phần thưởng. Mỗi ngày điện vinh quang sẽ... Oh my god, vào tiến chiến thử nha anh em. Oh my god, cái gì đây? À, chỗ này là chỗ hồi máu. Oh my god. Điện vinh quang anh em ơi, lần đầu tiên tôi thấy luôn ấy. Wow. Thì đánh bên nào các bạn? À, bên đây chưa có mở. À, đánh bên đây đi. Ui, không biết đánh thắng thì được gì không, nhưng mà mình nghĩ chắc tụi nó mạnh vãi luôn ấy. Thôi đánh bên đây trước đi, mình thấy bên đây nó dễ nè. Ôi, cấp 40 chắc dễ á, mình nghĩ đánh được á. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like nha. Video này được trên 1.000 like, chúng ta sẽ có tập tiếp theo vào ngày mai nha mọi người. Mọi người nhớ like nha mọi người ơi, để mình có thêm động lực cực kỳ lớn để mà làm tiếp. Và mọi người á, đặc biệt là mọi người đừng quên ấn đăng ký nha. Tại vì khi mà 20.000 người đăng ký, mình sẽ phát code nha mọi người. Tiếp tục lại là code. Và code đợt này sẽ ngon hơn đấy, có thể là B-Cup chẳng hạn. Mình chưa biết nha, nhưng mà đồ có vẻ ngon hơn lần đầu nhiều. Kỷ niệm 20.000 người đăng ký, mình sẽ phát khá là nhiều code luôn á, để cho mọi người nhận miễn phí ha. Nói chung là nhận miễn phí thôi, chỉ cần đăng ký kênh là được. Đủ 20.000 người mình sẽ phát code miễn phí. Yeah, tuyệt vời không? Nghe là hấp dẫn ngay. Code miễn phí thì chúng ta không có tốn gì hết trơn á, chỉ cần đăng ký kênh của mình là được. Một phần quà gửi đến các bạn đấy. Tại vì các bạn gửi mình quá trời Pokemon luôn. Ở Pokemon thì mạnh mạnh không à, nhưng mà mình chưa có dùng được, chưa đủ cấp để dùng cây thực sự. Ôi, cái hội quán này con thỏ đủ ăn rồi anh em ơi. Trời, con thỏ đánh thường thôi, không cần phải dùng chiêu kia luôn. Không biết thắng một ván chúng ta được gì không, hay là phải thắng hết ta? À, thắng một ván thì được vé thường. Ui, đánh hơi lâu đấy. Từ từ ơi, ui. Cấp 80 nữa các bạn ơi, thôi mình đánh hai ông đầu này thôi, để mình... lấy vé thôi các bạn à, chứ đánh hết thì chắc không đánh lại đâu, tại vì nó level cao quá. Lưỡi dao băng nè. Ui, tụi này level cao quá, thà mình ra kia mình cày NPC còn ngon hơn anh em ơi. Ừ, đánh được liên hoàn luôn, hay quá. Gấu la phòng, ủa. À, qua ván mới là chúng ta bị reset lại cái mấy cái chỉ số á, nó được cộng vào bị reset lại hết. Một lát nữa mình sẽ đi quay quay trứng nha mọi người, coi có gì hấp dẫn không. Lưỡi dao băng chưa này ngon vậy. Ui, bắt đầu có những cái con level nó cao hơn đó, và máu nó trâu hơn đó mọi người à. Ôi, phun độc kìa, có dính hiệu ứng độc không vậy? Tụi này thì đánh chưa có thấm mình đâu, lát nữa tới level cao hơn mới thấm. Thì mình đánh từ level 40 tới 80 thì phải.
boss cuối là chắc ở đó. Tới đó thì chắc chưa đến lại đâu, mình mới level 60 chứ mấy. Để coi mình level mấy rồi, chưa kịp xem nữa. 61 hả? Ồ. Thủ vệ check. 61. Mèo bánh kẹo. Mèo bánh kẹo thì chúng ta sẽ dùng ngọc xoáy nước. Cũng là Alaba Trap. Ôi trời ơi. Hiệu ứng ngậm nước rụng luôn nè. Rụng luôn. Rồi không rụng à. Còn 34 máu. Ok. Tán nhẹ nè. Tán nhẹ loạn. Vỡ mồm liền. Ok. Yeah. À, để coi được mấy vé. 2 vé. Thôi, lười quá. Mấy vé đó mình có thể mua được mà. Giờ đánh tới trên kia là đánh khùng luôn đó các bạn ơi. Thôi, ra ngoài thôi. Rồi làm sao để ra ngoài các bạn? Khoan, làm sao để quay về? À, đây. Ồ, cái cách này để núp mấy bạn kia được nè. Hợp lý đấy. Thôi, vô rút 10 lần tên anh đi. Hy vọng hôm nay ra một con huyền thoại rồi đó để chúng ta thức tỉnh nha. Thức tỉnh thì nó mới mạnh được. 1, 2. Trời ơi, cái gì nó vậy? Gọi luôn, vậy là có bị mắc chứng không ta? Chết rồi, đang rút mà nó đánh mình được kìa. Tào lao vậy. Gọi luôn. Nhưng mà mình thấy là hình như là không có huyền thoại đó mà. Ôi, sao lại ra con này nữa rồi? Cay thế nha. Ocean, lại là Ocean các bạn ơi, cay quá cay luôn. Như vậy là lại phải thức tỉnh của Ocean nữa ta. Ocean hiện tại nó có chiêu gì ngon đâu đúng không? Coi thử coi. Chiêu tào lao không mà. Úp sao, úp lên 6 sao rồi mình cũng không có muốn cày con này tí nào luôn các bạn à. Con này nó phế thì sao á. Con này muốn cày con này ghê mà nó không có ra anh em ơi. Nó không có ra, mình rút nó không có ra con này. Mình nghĩ là rút thêm nữa trong những dịp sắp tới á, thì có thể nó sẽ ra đó. Lại là chim băng các bạn ơi, lại là thần điểu băng à. Ok, cho nên 61 đi. Con nó hiện tại chưa có dùng đến. Bảo vệ từng chơi hỏi quán gì đây. Nhiệm vụ nè. Ui rồi, giờ lại phải cày lại nữa bạn ơi. Hơi căng nha. Ủa bên này rút. À, nhận được cái gì nữa nè. À, tiếng cá, nhận được tiếng cá đúng không? Từ coi. Đâu? À, đại pháp sư nước. Con này cũng thường à. Ôi, con thỏ mình vẫn đang ok đây bây. Tôi thấy con thỏ là hợp lý nhất rồi đó. Có kẹo nữa nè, hôm nay có kẹo gì mới không? Toàn kẹo cho nhỏ không mà, nó không có kẹo to ha. Có kẹo đam nè. Kẹo đam chắc gắn cho con này đi hả? Con này đam vật lý đúng không nhờ? Con thỏ thì nó không có đam vật lý. Nhưng mà nó có skill có đam vật lý các bạn. Ờ, đáng lý ra phải nên up cho con thỏ full luôn chứ. Tại vì, ui, bon bây giờ mình nhiều lắm bạn ơi, mình cũng không cần phải mua đâu. Bon giờ cũng không cần lắm, mình có thể đi quay hoặc là đi được các bạn tặng nó sẽ nhanh hơn. Ui, lên 62 luôn rồi nè anh em. Thôi, chiến tiếp thôi. Rồi, lại ra thằng điểu nữa rồi. Sao tôi cứ rút ra thằng điểu hoài vậy ta? Phải nói ra cái con phượng hoàng hệ siêu linh cũng ngon đó chứ. Có thể là sắp tới mình sẽ rút ra con phượng hoàng hệ siêu linh đấy. Mình sẽ cố gắng chung mới được. Sau này hy vọng sẽ có nhiều B-cup hơn nha. Để mà làm được nhiều việc hơn. Ít B-cup quá ở trong đây cũng hơi khó nè em ơi. Ủa cái quái này căng phết nha. Nghèo khó chịu ghê ta. Nguyệt thằng thỏ nói chung là tạm được chứ không quá mạnh. Để mình lên 70 mình dùng con sói kia trước. Rồi sau đó mình lên 80 mình sẽ dùng con sói 80. Đấy nó đỡ cái up. Thôi nói chung chờ đợi thôi. Mình chỉ cần đi đánh nhà, đánh trainer để mà mình cày cấp là ok rồi. Giờ mình còn có 30 cái B-cup à, không có mua được gì nhiều các bạn ơi. Giờ mấy con ngoài này mình cũng lười bắt quá các bạn à. Giờ mình có đầy đủ, mình không cần bắt. Mình không né được đâu các bạn à. Mình muốn né để mình đi qua cho dễ nhưng mà mấy ông này cũng chặn đường hết này. 62 không vậy? Người đàn ông trung niên đang động. Tên hài vậy. Lên nào. Một mình Nguyệt thằng thỏ là đủ căng rồi em à. Ôi, lại hai con nữa, mình ghét đánh hai con vãi. Chắc phải dùng chiêu kia để lấy liên hoàn cước rồi anh em ơi. Ờ, đánh hụt mấy thằng cụ bắp này, lưỡi dao băng nè. Liên hoàn cước. Ừ, mày hả bưởi, kìa. Ủa, trong cái game này, cái gì cũng hụt được hết trơn vậy nè. Ảo vãi nồi. Hụt nè, tán vỡ mồm. Còn thằng nào nữa ra đây? Gấu tia lửa hả? Gấu tia.
đổ tia lửa cho bạn biết thế nào là lễ hội nè. Ôi rồi ôi, đánh đập ôi, đó, cái chiêu đó giống cái chiêu của con sư tử anh em. Giỡn mặt, chắc phải học. À, mình muốn học cái chiêu mạnh cũng không được nữa. Con thỏ nó không có học được em à. Mấy chiêu mạnh lần trước mình có mua rồi nhưng mà học không được. Lắm thế mà cũng mít nữa à. Sợ thế. Khó thế nha. Kẹo cũng sắp full rồi, up full kẹo là tới công chuyện đó. Giờ chỉ có việc là đi cày cái kia thôi. Cày vé để mà quay thì up huyền thoại thức tỉnh thôi. Như vậy mới mạnh được. Phải nồi nó chơi nó hồi máu. Hồi máu với chúng tôi. Giỡn mặt. Ui rút toàn ra con gì không mà không ra mấy con xịn anh em. Tôi coi coi. Giếng ước nguyện. Ủa mình ước ra mấy con cùi cùi không vậy ta. Ui con băng. Thôi bây giờ bỏ mấy con này đi. Một là con lửa nè. Hai là con phượng hoàng nè. Chim bi bi hả? Chim bi bi của bắp. Mình đã có bộ ba thằng điểu ở đó anh em. Con băng cũng mạnh á. Còn không thì con băng, tôi thấy con băng mạnh á. Ê, đúng rồi, ok, để đi. Ước nguyện thì để đó thôi, hên thì vô các bạn ơi. Xui thì khỏi. Chứ có cái gì đâu. Ồ, lại gặp một ông phía trước nữa kìa. Thay con này lên thử. Từ từ. Con kia hết máu rồi, để mình up cấp con này cái đã. Trời ơi, vật phẩm không đủ các bạn ơi. Hết bánh rồi. Giai đoạn này chắc mình không mua bon nữa đâu. Tại vì bây giờ chúng ta quá nhiều bon rồi. Đây vô kho cho các bạn xem nha. Đấy, trời ơi, bon cả đống luôn bạn. Bon xịn, từ bon xịn tới bon VIP, bon cùi bắp chỉ có láng hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi con thỏ để đó đi. Dùng lừa dũng kêu quá à. Bây giờ mình sẽ up cái con Oxygen lên cái đó bạn. Thề con này ai cũng quay được chứ bạn ơi. Con này nó quá là bình thường đi. Gì vậy? Rõ ràng mấy thằng kia lên 61 được, con này không lên được. À, phải đột phá giới hạn nữa. Ok, phải nồi thì chứ. Không sao. Thoải mái. Đây, đột phá được rồi đó. Tưởng đâu nó bị lỗi game chứ. Đây rồi, đột phá lên 70 nè. Con này giờ thức tỉnh được rồi đó. Hay là giờ up luôn ta. Đạo phọc cho lên. Ui. Ui, con này còn lên được nữa anh em ơi. À, kêu mấy năm sau thôi. Giờ thức tỉnh hơn cái đi. Ghét thức tỉnh luôn em ạ. Hả? Không được à? Ủa gì kỳ vậy ta? Kìa, bị khóa nữa các bạn. À đây mở khóa mới được đúng không? Cái vải nồi con kia bị khóa nè em ơi. Từ từ. Cắt cái con nguyệt thần thỏ vô. Rồi lấy con này ra. Ok. Bấm vô con này mở khóa ra rồi. Sau đó bấm vô con ở dưới để mình thức tỉnh lên. Trong đội ngũ. À đúng rồi, ok. Mình mở khóa rồi đúng không? Rồi sau đó mình sẽ thay thế nè. Rồi ok nè. Được không ta? Không được, nó nghỉ game luôn á. Ấy, được rồi đó. Một thú cưng hiếm đã được chọn. Xác nhận tiêu hao. Ok. Ôi thức tỉnh đâu cộng được nhiều đó anh em. Trời ơi, được cộng có một cái vậy. Cũng còn yếu lắm anh em ơi. Chưa mạnh lắm anh em à. Ây da. Nhưng mà lên sao xanh cũng ngon rồi đó. Nhưng mà ăn mấy con này phí vậy. 1.700. Trời ơi, level sắp mốt mà máu giấy quá. À, nó chưa có up sao nè. Hèn gì nó phế vậy. Giờ up sao một cái nữa hả. Up con này luôn đi. Rồi, lên luôn nha anh em. Rồi, 2265. 2265, như vậy là cùi rồi. Cùi bắp rồi. Ôi. Toàn. Mình xong 2. À quên, mình lên level rồi. 63 thì nó được bao nhiêu? 2345. Ây da, cấp thiệt là ảo lòi quá đi. Thì đợi để mình ăn hết mấy thằng khứa này mới được. Trời ơi, mới mua đồ ăn bây giờ lại hết nữa kìa. Nhanh thế. Thức tỉnh huyền thoại luôn em ơi. Mua hết luôn đi. Rồi ok. Nắng này hao vậy. Nhưng mà nó mua bằng tiền thì rẻ thì cứ mua thôi. Rồi 63. Con này được 2500 mấy máu. Còn con này thì sao? Con này có tác dụng gì không? Con này được 2340. Ôi con đó máu thua cái con chim băng nữa. Con này khi mà up nó được full máu không ta? À full lại rồi nè. Ngon rồi. Con thỏ là 24 rồi đó. Bắt đầu thấy cảm giác con thỏ nó yếu yếu lại đó anh em. Mình thức tỉnh được con này nè. Bây giờ mình ra mình test chiêu nha. Đam của nó là... Ồ lực chiến. Ồ lực chiến của nó 5.000 em ơi.
Nó vẫn hơn mấy con kia nhưng mà nó thua con thỏ. Xét tương vật lý, xét tương phép thuật là nó khác nhau con thỏ. Ờ con thỏ cũng vậy. Mình nhớ có cái con, à con này nó giống nhau nè anh em. Con này lưỡng cư à. Con này thì đam vật lý 782, đam kia 866, vẫn thua con thỏ nhiều. Muốn mạnh đúng không? Thức tỉnh một lần nữa thì may ra nó mới mạnh được. Giờ nó được bố tốc độ rồi nè. Con thỏ được mở tới đây rồi, không mạnh nó nghỉ game là vừa. Rồi ok, cơ bản là vậy đi. À đúng rồi, để học kỹ năng coi. Có chiêu nào ngon ngon không nha anh em, hệ nước đúng không? À con này huyền thỏ đúng không? À đây rồi phi tiêu nước học rồi luôn. Bảo tuyết, bảo tuyết mạnh không ta? Từ để mình xem coi. Oxidan học được nè. Học, ê mua được cuốn này nha anh em. Số lượng 1 thôi, mua chi nhiều. Rồi ok, học chiêu cho nó luôn anh em ơi. Ở kìa, hình như mình nhớ mình có mua hai đĩa bảo tuyết lận đúng không nhờ. Thôi xong rồi, ngáo rồi, thôi xong rồi. Oh my god, kỹ năng này đã học rồi. Ah, tào lao vậy. Trời ơi, thôi cỡ đi, có 10.000 tiền chứ không sao đâu. Rồi ông này tặng mình gì nè, Euro Monster gì đây. Mình nhớ có cái chiêu gì mạnh lắm á. Ồ, 4 sao, cảm ơn nha. Ui, gấu xét anh em ơi. Euro Monster, cảm ơn em nha. Rồi để mình đánh ông này cái đã, mình test thử coi. Chết rồi, mình nhớ có một cái chiêu phép thuật gì mạnh lắm anh em ơi. Chết rồi, tôi quên nữa. Tôi quên nữa. Mình nhớ không phải chiêu bảo tuyết đâu thì phải. Mà phải không ta? Test đi, nhưng mà mình thấy nãy đọc thấy bảo tuyết đó, ok phết. Nghĩ sát thương lớn như mục tiêu và tăng 50% sát thương được trong 5 lượt. Đó, tức là mình đánh đợt thứ hai của bảo tuyết rất là mạnh luôn. Ok, thức tỉnh rồi nha. Ồ, 800 mấy hả? Rồi bây giờ được tăng thêm là 50% nè. Như vậy là chúng ta sẽ đánh được 1.600 đúng không? Nếu mà đúng là nó, nếu mà đúng lý thuyết là nó sẽ như vậy. Đừng có hụt nha ông. À 1.400, vậy là lý thuyết đúng rồi đó. Băng vụ, băng vụ không ngon, phi tiêu. Ok, nếu mà hên chúng ta sẽ được liên tiếp tấn công. À ngon 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 em ơi, hợp lý. Tôi thấy con chim băng này bây giờ nó có cái chiêu nó ngon hơn em à. Nó mà không có chiêu đó thì nó hơi lú đó. Phi tiêu nước thôi, nếu mà hên chúng ta sẽ được đánh liên tiếp. Mạnh vãi nồi. Vô con kia hơi lửa, thành ra mình đánh nó mạnh. Dùng chiêu đại đi đi, hạ nó được rồi. Ôi nó đánh trước anh em ơi, lỗ rồi. Lỗ rồi. Mạo giấy quá, mạo giấy quá anh em ơi. Trời, huyền thoại phải có khác chứ anh em, chứ không thể nào mà nó yếu được đâu. Con này hơi lửa, dễ đánh nè. Trời, lửa của chúng tôi có 1.200 à. Con băng hồi nãy bắn đánh tới 1.900 lần chí mạng á, ổn phết. Lửa vô băng nè, phun lửa, à lộn, phun nước nè. Tôi đánh liên tiếp không? Rồi không có. Trời ơi, chí mạng luôn, khó chịu vậy. Nhét chém mặt nước. Tán nè, tán nè, vỡ mồm nè. Tán lần hai nè, tán mày vỡ mồm nè, giỡn giỡn. Đánh liên tiếp mà. Nó còn tới hai con dữ vậy. Tán được cái nữa rồi, được cái đánh liên tiếp không? Ui, nó được boost cái chính xác kìa. Độ chính xác là đam chuẩn luôn đó. Tán nữa coi, rồi không có tán. Lửa vào băng đi, chạy đi đâu sâu. Rụng liền, rụng liền. Còn ai nữa? Hiểm lâm tặng tụy hả? Ôi dồi, huyền thoại nữa. Cục xoáy nước thôi. Bây giờ bắt đầu thấy con này nó yếu lại đó anh em. Sắp tới chắc cũng phải thay rồi à. Chắc mình sẽ dùng lại kẹo cho con Oxidan quá anh em ơi. Oxidan được thức tỉnh trước thì chúng ta dùng cái trước thôi. Rồi lỏ rồi. Rồi lấy cái con. Ê quên nữa, quên lấy con kia nó bấm nhanh quá. Thôi kệ đi, con này cũng được. Còn lỡ thằng Thánh lấy thiêu đốt coi. Làm sao thằng này hồi máu được. Mà máu nó cháy dữ gì ta. Cái con mạnh máu cháy ghê á. Rồi mít luôn rồi. Đánh thấy chịu rồi. Hồi miếng máu coi. Được hồi máu trong 5 lượt, quá đã. Quá tuyệt vời, wonderful. Mình cứ tưởng nó hồi được một lần thôi chứ. Thiêu đốt mày nè con. Đánh đi, hồi máu liên tục nè. Chiêu hồi máu này khó chịu lắm anh em ơi. Chiêu hồi máu này mà được BB up lên một cái là tới công chuyện luôn. Bất tử. Rồi thiêu đốt cũng được rồi, đủ ăn rồi. Rồi mấy con huyền thoại đánh đã ghê ha. Ôi xài. Đam yếu thiệt nhưng mà thiêu đốt ngon phết. Đó. Thiêu đốt bằng đam luôn. Ui, thằng này nó có chiêu hồi sinh anh em à. Vòng xoáy lửa. Con này đánh yếu quá, chưa được thức tỉnh. Ôi xài. Rồi kết liễu nè. Nó được bút giáp bút gì tùm lum hết. Ôi rồi ôi.
Còn một lượt này thôi hả? Mình nhìn ra số 7 anh em à. Rồi rụng rồi. Yes. Công nhận đánh cũng cực phết đấy. Không đùa đâu. Đánh mệt mỏi thiệt các anh em. Lên 63 luôn rồi nè. Ồ, chúng ta xuống dưới nè anh em ơi. Ui, vô thị trấn mới nè. Không biết ở đó sẽ có hội quán gì ha. Hội quán tâm linh nè. Coi bản đồ coi. 1, 2, 3, 4. Ê, thành phố thứ tư rồi anh em. À, mình có thể dịch chuyển được mà. Ồ, cái thành phố thứ tư rồi các bạn ơi. Như vậy là chuẩn bị kết thúc series rồi đó. Quầy chanh thế. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Đừng quên để lại xem một like nha. Nếu như mọi người thích video này thì nhớ đăng ký, bấm vô cái chuông để nhận được thông báo cho mọi người. Có cái shop gì kìa, để mai tôi ghé qua coi thử. Còn bây giờ thì bye bye.